Có một chuyện buồn cười lắm các bạn. Cả đời tôi chưa bao giờ đệm đàn cho ai hát cả. Và cả đời tôi cũng chưa hát bài người khác bao giờ. Nhưng anh Sơn thì tôi rất là lấy yêu và tôi thích hát nhạc của anh Sơn lắm. Nhưng mà tất nhiên là chưa bao giờ tôi được lên sân khấu hát một bài hát nào của anh Sơn cả. Hôm nay chị Khánh Ly có nói với tôi cái đi vài ngày tiến lên hai chị em mình cùng hát một bài mà hai chị em thích đi. Thế thì tôi bảo tôi đã nói rồi, em không biết đánh đàn đâu. Kệ, cứ lên hát được gì thì hát, chủ yếu là cảm xúc thôi. Thế bây giờ thì chị hát trước hay là tiến lên trước? Rồi. Một lần chợt nghe quê quán từ xưa, dòng người gọi tôi nghe đến đất người. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, đập mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Rồi một ngày kia hàng khói đi xa, thương rằng được quên, thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. Đường về tình tôi có nắng đất là nhà, đường thật bình yên lòng không đi nhớ, thật mình nhìn quanh ô phố xa lạ. Đường nào dìu tôi đi đến cơn say, một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Thật lòng lòng thật lệ rơi, lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra ô nắng kia rồi. Đường nào quá yêu tôi đã đi qua, đường về tình tôi còn nắng rất là nhà. Đường thật lặng yên lòng không đi nhớ, giật mình nhìn quanh ô phố xa lạ. Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhiều mình. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Đến dân
dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, đợt mình tình ta